Hôm nay, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng kêu gọi các cuộc đàm phán hòa bình toàn diện với Nga. Tổng thống Zelensky khẳng định hiện là thời điểm để hai bên tiến hành các cuộc đàm phán có ý nghĩa về hòa bình và an ninh. Đánh giá về tiến trình hòa đàm hiện nay, ông Vladimir Medinsky, trưởng đoàn đàm phán Nga cho biết các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine về quy chế trung lập của quốc gia Đông Âu này đang ghi nhận những tiến triển. Lập trường của cả Moscow và Kiev về vấn đề này là tiến gần ở mức có thể và các nhà đàm phán đã đi nửa chặng đường hướng tới một thỏa thuận về phi quân sự hóa Ukraine. Trong khi đó, thì phía Kiev sẽ bảo lưu lập trường về lệnh ngừng bắn và đảm bảo an ninh với các biện pháp cụ thể. Cuộc xung đột tại Ukraine đã bước sang ngày thứ 24. Trên cơ sở đồng thuận giữa Nga và Ukraine, nhiều hành lang nhân đạo tiếp tục được mở để sơ tán dân thường. Được chú ý nhất là các hành lang nhân đạo sơ tán người dân khỏi thành phố Mariupol. Chỉ tính riêng ngày hôm qua thì gần 43.000 người đã sơ tán khỏi Mariupol. 134 tấn thuốc men, thực phẩm và nhu yếu phẩm đã được chuyển tới thành phố này. Bộ Quốc phòng Nga đã nhận được gần 2,7 triệu yêu cầu từ người dân ở Ukraine muốn sơ tán tới Nga. Việc sơ tán công dân Ukraine và người nước ngoài đến các khu vực an toàn vẫn đang được thực hiện cùng với các biện pháp khôi phục cuộc sống hòa bình tại nhiều vùng lãnh thổ ở Ukraine. Phía Ukraine cũng báo cáo về việc tổ chức sơ tán dân thường, hành lang nhân đạo từ Mariupol về phía Tây trở thành tuyến đường chính cho người dân sơ tán và các đoàn xe chở hàng nhân đạo tới thành phố này. Một hành lang nhân đạo khác cũng đã được mở tại khu vực Lyhkhiv Lugansk ở phía đông của Ukraine. Thỏa thuận ngừng bắn trong ngày 19 tháng 3 đã được thống nhất và thực hiện từ 9 giờ sáng theo giờ địa phương. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.